xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh nhà đầu tư tài chính tự do à, thì ngày hôm nay như thường lệ là phiên giao dịch đầu tuần à, thì em xin phép được làm một video đánh giá phân tích về thị trường đi qua về một số những cái mạng cổ phiếu để từ đó giúp anh chị mình có thêm những góc nhìn về thị trường à, để đầu tư tốt hơn anh chị này hiện tại đang xem video livestream của em à, nếu thấy video của em là hữu ích thì có thể dành ra cho em một like à, một subscribe đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em cũng để thông tin liên hệ là zalo và số điện thoại thì nếu chị nào có nhu cầu à, muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng tại vbs thì có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em à, rồi thì à, nội dung chính chúng ta cũng sẽ đi qua gồm hai phần đầu tiên à, là chúng ta sẽ đánh giá về cái diễn biến hiện tại của thị trường à, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ đi qua phân tích một số những cái nhóm ngành à, tiêu điểm và các cổ phiếu ở bên trong các nhóm ngành đó để cho anh chị mình có một cái định hướng nhất định à, để cơ cấu cái danh mục mình à, sao cho nó phù hợp ha rồi cảm ơn chị rất nhiều ha à, và em cũng mới đổi cái thumbnail à, lại cho nó đẹp hơn đây nó đơn giản hơn thì anh chị nhìn cái thumbnail này có thể nhận diện được à, hình con cá thì nó chính là cái nhóm của em đó chính là nhà đầu tư tài chính tự do ha À, rồi thì đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau nói về thị trường trước thì à, vindex ngày hôm nay chúng ta tiếp tục có một phiên tăng điểm lần thứ bảy liên tiếp anh chị ha có thể nói được ở giai đoạn này là giai đoạn mà càng nghi ngờ thì cái xu hướng tăng nó lại càng tiếp diễn à, và đa số nhà đầu tư cá nhân à, người ta bán ra thì người ta lại không mua lại được hàng hay thậm chí là người ta sẽ có cảm giác tiếc nuối và người ta phải mua lại hàng với giá cao hơn à, Đây là một trạng thái tâm lý mà đối với em Tạo Lập đang làm khá là tốt à, Và nó giúp cho cái đà tăng của thị trường đi lên một cách khá là bền vững à, Thị trường chúng ta tăng 0,4% à, với cái mức thanh khoản là 18.600 tỷ đồng à, Có thể nói mức thanh khoản giảm nhẹ so với lại cái phiên hoảng loạn ngày thứ sáu vừa rồi à, Và chúng ta có 260 mã tăng so với lại 171 mã giảm Tức là phiên ngày hôm nay cũng là một phiên tăng điểm tương đối tốt À, mặc dù là một số những cái nhóm cổ phiếu nó cũng gặp cáp lực chút lời à, nhưng mà cuối phiên thì nó vẫn neo được cái lực cầu à, dù thị trường đã có lúc về sát cái mức tham chiếu à, nhưng mà nó cũng đã bật trở lại rất là nhanh à, và giúp thị trường chúng ta đóng cửa mức gần cao nhất ngày ở trong nhóm pin 30 thì anh chỉ thấy được là gần đây như em nói ngày hôm thứ ngày hôm qua đó cái video ngày hôm qua của em đó em có nhấn mạnh về cái việc là bắt đầu đã sử dụng một số những cổ phiếu điều tiết rồi bây giờ anh chị thấy phiên ngày hôm nay thứ hai là nó dùng là vin hôm à, này V à, vre là ba cổ phiếu họ nhà vin đúng không à rồi Novaland, BVH một số những cổ phiếu vốn hóa lớn nó bật tăng rất là tốt nó giúp cho thị trường chúng ta đóng cửa được ở cái mức tăng là 4 điểm hơn chứ thật ra nếu mà bỏ đi loại bỏ đi cái tác động của những cổ phiếu này thì rõ ràng ngày hôm nay là một ngày mà Vn30 cũng chịu cái lực bán rất mạnh à, cụ thể là đến từ những mã như là STB những mã như là MDG là những mã đã tăng điểm tốt trước đó à, STB thì vẫn đang chịu cái hiệu ứng tiêu cực à, từ cái thông tin à, Bamboo Airways phá sản và một số những cái tin đồn à, liên quan đến chủ tịch của doanh nghiệp này À, nó gây sức ép lên giá cổ phiếu và như em nói ngày hôm thứ sáu vừa rồi à, sau cái phiên rút chân ngày hôm thứ sáu nếu phiên ngày hôm nay là một phiên giảm điểm á, thì sẽ xuống rất là cao là cái lực cầu thứ sáu đa phần là sẽ đến từ nhà từ cá nhân à, nên nếu anh chị nào mà đang cầm STB anh chị cũng sẽ chú ý thêm cho em ở cái diễn biến sau này và đối với em ở cái nhịp bull lên đoạn tới khả năng sẽ có cái nhịp bull lên để kéo cầu vào thì em nghĩ nhịp bull đó có thể là nhịp phù hợp để chúng ta canh cơ cấu ra và chúng ta chờ chúng ta đảo lại sau là bởi vì có cái lượng nhà đầu tư người ta đã bắt đáy được cái giá ngày cuối tuần vừa rồi À, thứ sáu rồi, nên khả năng là thậm chí là ngày mai khi mà hàng về thì nó cũng sẽ lớn xuống một nhịp nữa. trước khi mà nó bật kỹ thuật trở lại, à, thì một tí này sẽ nói kỹ hơn khi mà chúng ta nhìn cái chạc của con stb ha. còn đối với lại mờ đức thì sau một đoạn tăng mạnh thì bắt đầu bị chỉnh ngắn. À, nhìn chung thì đối với lại những bán lẻ thì tí này cũng sẽ có một số thông tin để cập nhật cho cả nhà à, ngày hôm trước thì mình có nói về câu chuyện là apple bắt đầu có cái store live ở việt nam đúng không? thì à, những cái chính sách bán hàng gần đây của apple có vẻ khá là cạnh tranh à, với các doanh nghiệp à, retail store vật lý ở bên ngoài à, đối với các doanh nghiệp ở trong nước rồi à, một số cổ phiếu như là hòa phát như là ngân hàng thì cũng giảm không có tăng mạnh được à, ngân hàng thì ngày hôm nay chỉ có VBank thôi vibank thì ngày hôm trước mình có nói với thông tin là nó à, thông qua cái à, phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược là smbc thật ra tin này là tin khá là cũ phiên ngày hôm nay cũng là một phiên mà nhìn chung là giá tăng nó chỉ là hợp thức hóa thông tin chứ đối với em thì thật ra nó cũng không phải là một thông tin gì đó quá sôi động đối với lại VBank à, nhưng mà rõ ràng nó vẫn có cầu và nó vẫn neo được giá cao như thế này à, ngày hôm trước thì mình có nâng cái stop loss lên vùng 19.5 rồi à, để chúng ta follow cái nền giá của nó là khoảng tầm giá 19-20 à, xem nó có chủ động giữ giá được neo ở cao ở phía trên này hay không ha à, mình nhìn sơ qua về thị trường ngày hôm nay thì rõ ràng mình thấy được là Vinhome này à, rồi SI này à, đây mình nhìn cái chuyển động thị trường á chị thấy được là chỉ riêng Vinhome đóng góp vào Vindex là 2,8 điểm đúng không? Rồi vít là 1,4 điểm, tức là hai con này thôi là khoảng tầm 4 điểm rồi. Hai con này là 4 điểm tức là bằng cái mức tăng ngày hôm nay luôn. À, còn một số cổ phiếu khác như là Vbank, GVR, VRE vân vân nữa thì nó góp vào cái đà tăng rất là tích cực của thị trường. Chỉ hướng ngược lại là những cổ phiếu như là STB, BID à, rồi công thương việt một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn nó cũng giảm điểm nó cân đối lại cái đà tăng ở trong phiên ngày hôm nay à, nhìn chung thì em thấy rõ ràng là cái đang có sự chuyển dịch nhất định dòng tiền từ nhóm ngân hàng sang nhóm bất động sản đây thật ra là tâm lý chung của nhà đầu tư luôn là vì đa phần nhà đầu tư là không thích mua cùng hai mã này hoặc là đang cầm con này thì sẽ hâu nếu tăng tốt hoặc không nếu mà bị chỉnh á, thì sẽ chốt để mua cái nhóm kia tức là thường thì hồi trước á, cũng có những cái phiên mà nó rất là hài ví dụ có những cái đoạn mà ban tao đó là tốt mà tự nhiên ngày hôm nào bất động sản tăng là ban bị chốt lời và ngược lại là phiên nào bất động sản bị chốt lời là ban nó tăng tức là nó cứ đối lập với nhau như vậy cái thời điểm mà 2020 2021 á, nó cũng có những cái phiên như vậy bất động sản ngày hôm nay đóng góp gần năm điểm cụ thể mình thấy được là vít này vinhome này đã đóng góp vào cái phần này rất là nhiều rồi Nhóm dịch vụ tài chính này, trong đó có nhóm chứng khoán, à, nhóm ngân hàng là nhóm giảm điểm mạnh nhất ở trong đây à, Đóng góp vào cái đà giảm ở đây Thì rõ ràng mình thấy được là nó vẫn có sự phân hóa, nó không có bị chốt lời đồng loạt, dòng tiền nó vẫn tham gia vào thị trường thôi à, Và với cái việc là thị trường chúng ta vẫn đang ở cái nhịp số 1 tức là à, Đang trong cái đà tăng đầu tiên, chưa có cáp lực chốt lời ở những phiên uh, tạo đỉnh số 1 đó, thì chúng ta vẫn có thể holding tiếp được à, Như cái theory ngày hôm trước của mình Em à, xin nhắc lại với một số như anh chị nào mới xem video của em á Cái theory của em, á, em là một trong những cái um, nên nay là qua những cái quan sát sau một thời gian dài của em thì em có đưa ra một cái quan điểm này là thông thường thị trường nó sẽ ít khi nào mà gãy một nhịp lắm, ít khi nào mà gãy một đỉnh lắm. À, mà nếu mà có bị gãy đó bị chốt lời ở những cái nhịp đầu tiên á, thì thường ở giai đoạn sau đó nó sẽ có cái lực cầu bắt đáy tham gia vào bởi vì anh chỉ biết được là đạn vừa rồi vẫn có khá là nhiều nhà tôi đang đứng ngoài và người ta chờ người ta tham gia nên khi mà ví dụ gặp cáp rồi chốt lời về lại cái vùng tầm một năm đi ha thì khả năng cao nó cũng sẽ buôn nhẹ về lại cái ngưỡng tầm là một 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 lần nữa để kiểm tra cái vùng đỉnh cũ đó đó lý do vì sao mà em gọi là cái nhịp số 1 và tức là nếu chúng ta đang cầm hàng ở đây thì trong trường hợp lỡ đâu thôi lỡ đâu mà chúng ta bắt đầu bị gặp chốt lời bị cáp lời chốt lời bán ra thì chúng ta cũng không cần cần phải hoãn mà bán ở cái vùng này và chúng ta hoàn toàn có thể chờ một cái nhịp bull lên khi mà nó kiểm tra lại cái vùng đỉnh cũ của nó à, để mình xem xem là cái lực của nó nó có đủ sức để vượt là cái đỉnh cũ hay không hay là nó sẽ test lại fail cái đỉnh số 2 và bắt đầu điều chỉnh giảm xuống nên đó là lý do vì sao mà tạm thời những cổ phiếu nào đang ở trong mẫu hình gọi là nhịp số 1 hay là thị trường đang ở trong nhịp số 1 thì mình cứ hold đi tiếp thôi À, và trước mắt thì chúng ta đã vượt qua được cái vùng kháng cự rất là mạnh quanh cái ngưỡng tầm là 1160 nên hiện tại cái mức 1150 1160 sẽ là vùng hỗ trợ của chúng ta trong những cái đợt điều chỉnh sắp tới nên khả năng đối với em hiện tại ngắn hạn nếu mà thị trường có chỉnh thì nó cũng sẽ chạm về cái ngưỡng tầm 1150 1160 rồi buôn người trở lại à, buôn người trở lại thì anh chị nào mà đang cầm những cái vị thế ngắn hạn thì anh chị lưu ý nhìn chung thì cái kháng cự mạnh kế tiếp của nó là sẽ khoảng tầm là 1190 tới 1200 thì từ đây lên tới đó thì khả năng là nó cũng sẽ không bị bán quá nhiều mà chỉ có viên 30 thôi À V50 hiện tại đang xét cái cản luôn là 1175. Đây là cái cản mà gáp ha. À, nó một cái cản gap down thì cái cản này nó cũng sẽ tương đối mạnh và nó sẽ có sự rung lắc nên trước mắt đối với những anh chị nào mà đang cầm vn ba mươi ba mươi thì anh chị chú ý cho em nếu mà đối với vị thế trading á, thì anh chị có thể là bám sát khi mà giá khi mà chỉ số nó chạm sát về cái vùng kháng cự này thì mình cũng có thể ưu tiên à, mình chúc lời à, đối với một số những cổ phiếu còn nhìn chung à, về cả thị trường và về cả cổ phiếu nếu mà những cổ phiếu nào hay thị trường vẫn đang neo ở nhiều số 1 thì anh chị cứ tiếp tục nắm giữ những cái vị thế hôi điên thôi còn bắt đầu mua mới á, thì anh chị nên chờ reset tiếp một cái nhịp à, trong xu hướng tăng thì luôn luôn sẽ có những cái đợt điều chỉnh À, nó gọi là những cái nhịp correction khoảng tầm 5 tới 10% total toàn bộ thị trường. À, ví dụ thị trường hiện tại đang ở mức là 1200 tám à, 1180 đi thì nếu nó correction khoảng 5 10% thì nó sẽ đâu đó khoảng tầm giảm 50 điểm chẳng hạn vậy. Thì có thể nó sẽ có cái nhịp back à, sau một cái đợt tăng mạnh rồi lại tiếp tục hình thành một cái xu hướng mới thì những cái nhịp và correction đó nó sẽ giúp cho thị trường thay máu được cái lượng nhà đầu tư có lãi trước đó à, thay bằng một lớp nhà đầu tư mới và cũng như là cơ hội hôm nay đó là cách để nó kéo tiền vào thị trường thôi à, bây giờ chị thấy được là khi mà nó bắt về ví dụ em nói là một 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 ngàn một 1.120. Thì thực ra xét về mặt kỹ thuật đi, thì mình thấy là nó đã chỉnh mạnh rồi. Nhưng mà nếu xét về mặt tổng thể thì thật ra nó vẫn là một cái mức giá cao đúng không? Nó vẫn là một cái mức giá cao. Là bởi vì cho dù thị trường nó có về lại một 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 nghìn một trăm một một trăm hai mươi thì nó vẫn cao hơn rất nhiều so với lại cái nền sideways trước đó là quanh một ngàn điểm. Thì tức là nó đang bán được hàng với giá cao hơn. À, và nhà đầu tư người ta cũng sẽ sẵn sàng tham gia khi mà nó có những cái nhịp điều chỉnh tương đối à, để thay máu như vậy. Bởi vì người ta sẽ cảm nhận rằng người ta đang gặp ít rủi ro hơn. À, khi mà thị trường đã có một cái mức điều chỉnh nhất định à, nên đó là cái diễn biến tâm lý hiện tại theo cá nhân em đánh giá thì nó cũng sẽ cần một cái nhiều correction để nó kéo tiếp cái dòng tiền mới vào thị trường à, bởi vì đa phần nhà đầu tư giai đoạn này đang bắt đầu có lãi và anh chị cứ hình dung là họ đang ở trong trạng thái tâm lý là sẵn sàng chốt à, ví dụ ngày hôm trước thi thứ sáu vừa có thông tin liên quan test phát là họ đem hàng ra, họ phan hay là ngày hôm nay thậm chí đó rất nhiều anh chị mình lúc vào buổi chiều nó rung lắc ấy, nó rung lắc về sát tham chiếu này bắt đầu anh chị cũng đem hàng ra bán bởi vì anh chị sợ là thị trường điều chỉnh sâu à, và cái mức tăng của nó cũng khá là nghi ngờ nó cứ tăng mở gáp tăng mở gáp liên tục như vậy à, nó cũng tạo ra một cái trạng thái tâm lý nghi ngờ cho nhà đầu tư nên đa phần nhà đầu tư bây giờ thì đang ở trong một cái trạng thái là chờ để bán À, chờ được bán nên nếu em nghĩ là nếu mà đợt chỉnh diễn ra thì có thể là nó sẽ chỉnh khá là sâu, à, khá là sâu thì đó là lý do vì sao mà em kỳ vọng nếu mà có một cái đợt correction tầm 5 tới mười phần trăm thì khi đó mới là cái giai đoạn phù hợp à, để cho như anh chị bắt đầu tham gia những cái vị thế mới. nhưng tất nhiên đó là trong xu hướng tăng của nó thôi, nó vẫn đang ở trong một xu hướng tăng. À, còn hiện tại thì nó vẫn đang ở nhiều số 1 thì mình cứ hold đi tiếp, à, follow một số những cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ thôi. rồi à, còn về phát sinh ngày hôm nay thì rõ ràng phát sinh ngày hôm nay mình thấy được là nó vẫn có sự chủ động, à, đặc biệt ấy, là mình để ý nha À mình để ý là thị trường nó cũng đã có uh, gọi là sử dụng các cổ phiếu điều tiết như là nhà họ Vin đúng không? Để kéo phát sinh, à, để neo phát sinh ở chỉ số cao. Anh chị, anh chị biết lý do là vì sao? Lý do là thật ra như thế này nè. À. Khi mà ngày hôm trước em có nói với anh chị về cái việc là OI mình lớn á. Cái là OI là cái lượng hợp đồng mình cầm qua đêm nó lớn. Thì khi mà cái lượng hợp đồng cầm qua đêm lớn như vậy mà cái vị thế hiện tại xu hướng đang chủ đạo là xu hướng lo. Thì tức là khả năng cao là một lượng lớn nhà đầu tư tổ chức và khối ngoại đang cầm lo thì khi mà họ đang cầm lo như này á thì nó sẽ có một cái là họ cần phải giảm cái vị thế của mình trước khi mà qua cái hợp đồng tương lai mới hay là nói cái khác là trước khi mà nó đáo hạn vào cái ngày thứ năm tuần này thì để giảm cái vị thế của mình á, thì họ sẽ có một cách hoặc là họ chốt bớt hoặc là họ chốt bớt tức là họ chốt cái vị thế lo bằng cách là họ short hai là họ sẽ swap họ chuyển sang cái hợp đồng tương lai tháng 8 thì anh chị thấy được là ngày hôm nay này khó ngoại này à, nó mua năm 000 hợp đồng tức là lon năm 000 hợp đồng tháng 7 Short bảy 300 hợp đồng tháng tháng bảy nhưng mà nó lon lên tới khoảng năm hợp đồng tương lai tháng 8 tức là mình thấy được là nó đang có xu hướng sót cái hợp đồng tương lai tháng 7 này tức là đóng vị thế lon trước đó và chuyển sang lon hợp đồng tương lai tháng 8. Tức là không ngoại vẫn đang khá là lạc quan về cái diễn biến của thị trường ở trong tháng 8. Nhưng mình thấy được là khi mà anh chị bắt đầu swap hàng á tức là anh chị phải sót đúng không? Trước đó anh chị cầm lon anh chị phải sót. Thì khi anh chị sót như vậy thì chỉ số sẽ rất là dễ rớt và khi đó anh chị coi như là anh chị đã chốt ở giá ở giá thấp thì để không bị chốt giá thấp á, thì họ sẽ chủ động dùng những cái mã cổ phiếu ở trong Vin30 có vốn hóa lớn để làm gì? Để neo chỉ số ở vùng giá cao. Thì khi đó phái sinh nó cũng sẽ không rớt quá nhanh và nếu mà nó có chỉnh á, thì khả năng là lượng tiền đứng ngoài cũng sẽ vào cân và hấp tụ là cái lượt sót đến từ khối ngoại. Thì khi đó nó sẽ có cơ hội swap được, chuyển được hàng phái à, sinh à, chuyển được cái lượng cổ lượng lon trong tháng 7 chuyển sang tháng 8 với một cái mức giá cao. À, với một cái mức giá khá là hợp lý. Thì đó lý do vì sao mà anh chị thấy được là À, là ngày hôm nay thì chỉ số không có tăng mạnh được lý do là bởi vì cứ tăng lên nó nó sót xuống để nó để nó swap hàng mà nên đó ràng ngày hôm nay thị trường phát sinh là chủ yếu đi ngang với cái biên độ hẹp thôi chỉ có mỗi buổi chiều lúc mà nó rơi nhanh là sau đó bật lại nhanh thì đó là cái lúc có biên độ còn lại thì hầu như là ở trong phiên nó chỉ là để phục vụ cho cái việc nó swap vì thế à, và đó cũng là một trong những lý do vì sao mà mình kỳ vọng rằng là nếu mà thị trường có chỉnh thì ít nhất là phải qua cái phiên đáo hạn ít nhất là phải qua phiên đáo hạn là bởi vì khả năng cao nó vẫn sẽ neo để chốt được đáo hạn với giá cao à, với cái lượng vị thế lo hiện tại họ nắm khá là nhiều à, còn nếu mà chỉnh thì phải chờ qua đáo hạn thì khi đó có thể là họ sẽ không còn động lực để 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 kéo chỉ số hoặc là họ sẽ chủ động cho lui xuống để có thể lon được ở cái giá thấp hơn nếu mà họ kỳ vọng rằng xu hướng vẫn là xu hướng lon thì anh chị để cái đó cho em ha rồi đó là với thị trường phái sinh và cũng như là cái diễn biến từ đây tới ngày đáo hạn mà chúng ta cần lưu ý và chúng ta sẽ hạn chế cái vị thế gọi là sót đuổi hạn chế sót đuổi tức là hạn chế mà canh sót giá cao sót chặn thì khi đó anh chị rất là dễ bị quét mà em thì em vẫn ưu tiên là nếu mà có những cái nhịp cao trào xuống hoặc là maybe là khi nào mà gọi là nó có những cái nhịp cao trào lên mà gọi là quá phô thôi À, và nó bắt đầu hình thành những cái vùng hai đỉnh ba đỉnh thì thì maybe khi đó anh chị có thể sót còn hiện tại thì anh chị đừng có sót chặn đừng có cứ canh là 60 là sót 70 là sót 80 là sót thì rất là dễ bị dính những cái đợt quét của nó là bởi vì hiện tại tâm lý chung nhà tư là ai à, cũng đang chờ sót nữa nhà tư bây giờ thấy thị trường sắp chỉnh nó bắt đầu đem hàng ra bán rồi bắt đầu đang chờ sót phát sinh mà nên các bạn nó phải kéo làm sao để cho khi mà nó chỉnh thì hầu như không ai ngờ rằng nó sẽ chỉnh trong ngày đó thì khi đó nó mới có thể swap và nó chuyển được cái vị thế của nó từ vị thế đen lon và sang vị thế sọt thì chị cũng sẽ chú ý thêm về cái diễn biến đó đối với lại phái sinh ở trong cái đợt đáo hạn lần này à, đáo hạn phái sinh là sẽ diễn ra vào ngày thứ năm lần thứ ba của tháng á. ngày hôm qua có một anh hỏi em ở trong cái phần chat ở bên dưới á. rồi à, chứng khoán mỹ tối qua cũng không có những cái diễn biến quá tiêu cực nhìn chung thì nó vẫn đang dằn co lăn quanh cái ngưỡng tầm trên bay bốn nghìn điểm đối với dow jones à, rồi chỉ số S&P 500 VIX thì đang tăng lên cho thấy được là người ta đang khá là e ngại về một cái rủi ro ngắn hạn ở à, Mỹ Nói chung là một số thông tin về kinh tế đó ví dụ như là GDP thì khả năng cao là quý 2 này cũng phải là không quá lạc quan à, không phải là quá lạc quan à, rồi với thị trường Việt Nam thì một số doanh nghiệp cũng đã bắt đầu công bố cái kết quả kinh doanh quý 2 của nó rồi Nói chung là cũng không một số doanh nghiệp thì cũng có kết quả tương đối tiêu cực ví dụ ngành thép này à, con thiết Thái Nguyên thì cũng bắt đầu công bố cái lợi nhuận là lỗ nhưng mà khả năng cao những doanh nghiệp như là Hòa Phát Hoa Sen Nam Kim thì may là vẫn sẽ giữ được cái mức dư à, nếu mà nó muốn được cắt mà lại ở trong uh, 6 tháng cuối năm à, rồi anh chị cũng chú ý cho em ha ngày hôm qua em có nói về cái việc là mở chin á thì anh chị nên nhớ là những doanh nghiệp nào mà lợi nhuận nó âm ở trong hai quý đầu năm á, tức là 6 tháng đầu năm á, thì khả năng cao nó sẽ bị cắt margin theo luật định thôi. Thì nó bị cắt margin thì có thể nó sẽ khiến cho cái, cái 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 sức mua của doanh nghiệp nó bị giảm xuống. Nên đó là lý do vì sao mà đoạn này anh chị để ý thằng nào mà nó lỗ á, thì nó thường có xu hướng kéo. Nó kéo để làm gì? Nó kéo để nó cuốn nhà đầu tư cá nhân tham gia vào. Khi mà nhà đầu tư cá nhân tham gia vào là nó chuyển một cái lượng hàng sang tay nhà đầu tư cá nhân. Thì khi đó là nó có thể bắt đầu khi mà bắt đầu có cái thông tin liên quan tới cái việc cắt margin á thì lúc đó là nhờ tư cá nhân người ta đã cầm hàng rồi à, và người ta cũng sẽ hoảng loạn à, và người ta bán hàng ra thì khi đó nó sẽ canh nó cầm tiền để nó chờ mua lại giá thấp hơn bằng tiền mặt à, không bằng cái lượng margin tức là nó đang chuyển hàng margin từ tay nó sang tay nhà tư cá nhân à, để khi mà có thông tin về việc bị, bị lỗ có thông tin về việc cắt margin thì nó sẽ swap cái lượng hàng đó về lại nó hấp thụ cái lượng hàng đó về lại khi mà nhà tư cá nhân người ta hoảng loạn người ta bán ra à, đó là cách mà nó đang làm thì mình cũng để cái đó rồi ha, thì nhìn chung tổng quan thị trường ngày hôm nay cũng không có quá nhiều diễn biến đặc biệt à, Mình chủ yếu là mình nói về cái câu chuyện thị uh, trường đang ở nhiều số 1 Và chúng ta sẽ, Vin30 đang hấp thụ cái vùng kháng cự tầm là 1175 175 thôi à, Bên cạnh đó thì một số nhóm ngành đang có sự luân chuyển dòng tiền Từ nhóm ngân hàng à, sang nhóm bất động sản à, Thì một tí nữa mình đi qua cụ thể hơn các nhóm ngành à, thì anh chị sẽ nắm rõ hơn ha Rồi, anh chị này hiện tại đang xem cái video của em Nếu mà thấy video của em là hữu ích thì có thể dành ra cho em một like nha À, một subscribe kênh đăng ký kênh à, nếu anh chị chưa đăng ký à, bên cạnh đó thì ở phía dưới phần mô tả video em có để thông tin liên hệ là zalo và số điện thoại thì nếu anh chị nào có nhu cầu à, muốn đồng hành cùng em ở trong room khách hàng tại VBS có thể là kết bạn zalo với em hoặc là trợ lý của em à, để được hỗ trợ à, cảm ơn chị rất nhiều à, vì đã luôn dành thời gian à, để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em à, rồi tiếp theo thì mình sẽ đi qua phân tích à, về một số những cái nhóm ngành à, những cổ phiếu tiêu biểu trong những nhóm ngành đó thì đầu tiên là mình sẽ nói về ngân hàng trước À, ngân hàng thì uh, before đi ha đầu tiên mình nói về công thương công thương từ ngày hôm nay rõ ràng chúng ta thấy được là cái sức mạnh giá cái cái lượng trầu nó khá là yếu khi mà nó dằn co quanh cái vùng kháng cự tầm giá 30 này thì ngày hôm trước mình cũng xác định là công thương hiện tại anh chỉ nhìn cái lượng von đang dao động của công thương nè thì chủ đạo nó đang dao động trong cái biên mà theo nó có một lượng lớn volume ở trong cái vùng giá tầm 27 5 tới 230 đó lý do vì sao mà hiện tại là con à, con công thương vẫn đang xa quay ở trong cái biên này và trước mắt thì nó vừa test lại fail khi mà nó cố rách qua khỏi cái biên 20 và nó bị chốt ngược trở lại À, nó mở gáp nó có vốn rất là to phiên nến lên khoảng gần 15 triệu nhưng mà cuối cùng nó bị chốt ngược trở lại thì đó là một dấu hiệu cho thấy là cái lượng cung ở vùng giá cao vẫn khá là nhiều, nên vùng này vẫn là vùng không nên ưu tiên mua mới đối với lại công thương. Và công thương thì vẫn chưa thoát khỏi biên sai quay nên chúng ta vẫn bám sát cái chiến lược sai quay. Anh chị nên nhớ chiến lược sai quay là gì là chúng ta sẽ mua ở nửa biên dưới và bắt đầu canh bán ra ở nửa biên trên. Vậy nửa biên dưới nó sẽ dao động từ cái khoảng tầm 28.5 độ xuống. Nên nếu anh chị nào mà hiện tại đang có nhu cầu mua mới đối với cả công thương thì vẫn sẽ ưu tiên mua cho em là ở dưới vùng 28.5. À, và với vị thế hiện tại đang có sẵn có thì hoàn toàn có thể ưu tiên bán ra một phần ở quanh cái vùng tầm 30 này. À, xem như chúng ta vẫn đang bám sát cái biên trading của nó để có thể là gì à, là kiếm tiền à, đối với những cổ phiếu mà đang dao động biên độ hẹp như thế này tiếp theo là mình sẽ nói về Vietcombank Vietcombank thì đã có 3 phiên rút chân liên tục ở cái vùng kháng cự là 105 này thì việc như em nói hiện tại thì về volume nó cũng không phải là quá rủi ro à, nó chỉ có vấn đề là à, nó mang tính điều tiết thôi tức là đoạn này chủ chủ yếu kéo nó là để giữ chỉ số và để nghe chỉ số à, nên tạm thời nếu anh chị nào mà cầm thì như em nói ngày hôm qua mình có thể nâng tiếp cái stop loss lên tầm 103 à, tầm 103 đó đối với vị thế đầu cơ thì mình không đi tiếp để mình follow cái vùng kháng cự lần này à, nhìn chung đối với em thì Vietcombank rõ ràng nếu mà muốn kéo thì kéo rất là dễ tại vì rõ ràng con này là con không có cung nhiều À, không có cung nhiều cái lượng nhờ từ cá nhân á, tham gia ngân hàng á, thì đa phần người ta sẽ rất là ngại tham gia Vietcombank à, do cái vốn hóa của Vietcombank nó khá là lớn à, nên hầu như là nếu mà tham gia nó thì cái biến động giá nó sẽ không quá nhiều à, BIDV thì em đánh giá là ngày hôm nay cái cái lực cung của nó quanh cái ngưỡng tầm 48 mươi nghĩ là sẽ nhiều và bên cạnh đó thì em vẫn đánh giá rằng là cái lượng kẹp hàng cái lượng mà nhà tư cá nhân mà người ta đu bám ở trong cái vùng này em nghĩ là sẽ lớn em nghĩ là sẽ lớn cái lượng nhà tư cá nhân đu bám ở cái vùng tầm bốn 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 lớn lý do là bởi vì nó giữ đi ngang ở đó quá lâu thời điểm đó nhóm ngân hàng lại tăng rất là tốt nên đó là lý do vì sao mà em nghĩ bidv cái nhịp break này không phải là nhịp break để mua nhịp break để mua mà tạm thời nếu anh chị nào đang cầm hàng thì em có thể ưu tiên mình đảo ra một phần ở quanh cái ngưỡng tầm giá bốn bảy bốn tám ha rồi tiếp theo mình nói về MB Bank. MB Bank thì vẫn đang nhiều số 1 thôi. em Bank thì target ngắn là khoảng tầm giá 19 như ngày hôm qua em có nói rồi. Thì nếu mà quanh vùng này bị chốt lời thì anh chị có thể ưu tiên mua cho em thêm một phần nữa để canh đánh cái nhiều số 2 nha. Đối với những anh chị nào mà đang cầm hàng. À, Vi Bank ngày hôm nay nhờ thông tin là phát hành riêng lẻ thì nó bước lên. À, nó vượt lên trên và nó đang tiệm tiệm cận test lại cái vùng đỉnh cũ của nó giai đoạn vừa rồi là khoảng tầm 20.5. Nhưng chung đó với anh nếu anh chị nào mà đang cầm hàng thì mình cầm tiếp được là bởi vì nó vẫn đang giữ trên được cái ngưỡng tầm 19.5. Thật ra nếu anh chị mà chúng ta kẻ chúng ta có nó đang hình thành cái đáy sao là cao đáy trước và đỉnh sao là cao là đỉnh trước nè em đấy thì anh chị có thể bám sát cái plan này để follow tức là hiện tại mình cứ nâng tiếp cái stop loss lên cái đu cái đuôi nến dưới này là khoảng tầm giá 19.5, 19.6 để mình bám sát cái cái trend này của con vi bank tất nhiên vi thì nó đang gặp khó là do nó đeo bám cái lượng cung đeo bám quá nhiều và à, thông tin này của nó là thông tin đã tương đối cũ nên về cơ bản em nghĩ là có kéo lên thì em nghĩ là chỉ kéo đầu cơ thôi em nghĩ là em không thiên về đầu holding lắm đối với lại vi à, do quá nhiều người biết về thông tin này nên thật ra nếu mà mình đu theo thông tin này thì em thường á, theo kinh nghiệm của em là sẽ khó quá ăn. Tết cơm thì vẫn đang sai quay và trong cái biên độ khoảng tầm giá 31.4 và biên trên tầm 32.3 thì ra em nghĩ là em vẫn follow em nghĩ là mình vẫn nâng stop loss lên khoảng tầm 31.4 được à, do giá này với giá hiện tại thì nó không trên quá nhiều thì mình xem xem mà nó có retest lại thành công cái vùng hỗ trợ này hay không à, nếu mà nó retest lại fail tức là nó quay về back lại dưới cái ngưỡng tầm 31.4 thì mình canh mình đảo ra thôi thì xem như là nó gì à, nó phủ nhận cái phiên tăng này thì khả năng cao nó sẽ lớn xuống tiếp về lại cái vùng hỗ trợ dưới này tầm 30 à, để test lại cái nền giá 30 trước đó à, với với cơm hiện tại nếu chị nào mà đang cầm thì có hàng sẵn thì mình có thể canh gia tăng thêm khi mà giá nó vượt được cái vùng kháng cự tầm 32.3 à, 32.4 ở trên này hay đó là cái diễn biến ngắn hạn của Techcom thôi nhưng chung quanh đây thì anh chị sẽ không có ưu tiên mua mới lắm nếu mà hiện tại mua mới thì có thể chờ nó vừa khẳng lên cái biên trên này luôn thì xem như nó test lại cái đá thứ hai thành công à, sau cái nhịp mà test cung vừa rồi à, thì tái gạch ngắn của cái nhịp bull lên này có thể là quanh cái ngưỡng tầm giá 34 à, đây là cái cản 34 là cái cản gáp đau trước đó nên cái cản này sẽ khá là dày đó à, đối với lại Techcom Bank ha rồi HD Bank thì anh chị có thể nắm giữ tiếp mình follow cho em cái chủ yếu Thật ra đối với em thì em không đánh giá cao HD Bank lắm thì lý do em nói rồi đúng không? À, do nó có liên quan trực tiếp đến việc E và một số doanh nghiệp liên quan thì em đánh giá là cái việc mà nó phụ thuộc như vậy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến cái chất lượng cho vay và chất lượng năm nay là nó là một sân sau đó. nó là một sân sau của các doanh nghiệp thì có thể doanh nghiệp nó sẽ dùng những cái doanh nghiệp những cái 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 khoản tài trợ mà nó không thực sự hiệu quả à, nhưng mà HD thì vẫn cấp dạng thế thì trước mắt em nghĩ là đối với HD anh chị nào mà đang cầm thì mình nâng tiếp cái stop loss lên cái ngưỡng tầm giá 18.5 thôi mình nâng cái chặn lãi lên đó một cái ngưỡng tầm 18.5 thôi. À, nhìn chung phiên ngày hôm thứ sáu vol khá là tốt và phiên ngày hôm nay thì về cơ bản là cũng bắt đầu có được chút lời thì mình xem xem là phiên hàng về như thế nào. Nếu mà hàng về vẫn neo được trên 19 thì em nghĩ là mình cầm tiếp thôi. Mình cầm tiếp và mình nâng tiếp cái mình cứ follow sát cái đường chặn lãi mình nâng dần lên thôi. Đoạn này thật ra thị trường rất là dễ chỉnh nha. Lý do là bởi vì nó tăng quá nhiều rồi. Và nếu nó chỉnh á thì khả năng nó chỉnh sẽ rất là nhanh. Nên nếu anh chị nào mà hiện tại đang cầm thì thật ra em nghĩ là cứ nâng dần nâng dần cái stop loss lên rồi mình cứ follow cái 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 cái, cái trend đó chứ thật ra mình cũng không cần phải bán chặn sớm làm gì tất nhiên chúng ta đang trong một xu hướng tăng mà chúng ta muốn bán được cái vùng giá tốt ấy, thì chúng ta vẫn chấp nhận mất đi khoảng từ ba ba phần trăm hoặc năm phần trăm chúng ta đừng gọi là cố gắng làm sao để mong muốn là mình bán được ở vùng giá đỉnh lý do là bởi vì chúng ta bán như vậy thì rất là, rất là dễ bán sớm hay là gọi là bán non ấy. còn nếu mà chúng ta gọi là vẫn neo cái 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 trên la và chúng ta bám sát follow cái trên đó thì chúng ta cứ cầm tiếp thôi cầm tiếp thôi và thậm chí nó thường sẽ có cái cái giá bán tốt hơn là so với việc chúng ta bán chặn theo kháng cự Uh, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận một điều là nếu mà sau so với đỉnh thì có thể là mình sẽ mất khoảng 3% uh, khi mà nó bị chốt. Bởi vì thường thì mình sẽ bán ra khi mà mình thấy rằng cái cái cái, cái gọi là cái momentum của nó, nó yếu đi. Uh, cái momentum nó yếu đi thì bắt đầu mình canh mình bán ra STB, STB thì ngày hôm qua có nói về cái nến này rồi Nhìn chung là cái nến rút chân này vô rất là to Vô lên tới 75 triệu thì chắc chắn là cái lượng nhào từ cá nhân đeo bám nhiều rồi Thì em nghĩ là nó sẽ lớn xuống tiếp vào cái phiên ngày mai khi mà lượng hàng về Tại nó khá là giống con VND ấy. Nó đang ở trong một giai đoạn gọi là khủng hoảng thông tin với VND Anh chỉ thấy là VND sau một cái phiên giảm mạnh vô lên tới 100 triệu này Thì ngày hôm sau nó nó cũng nhúng đỏ tiếp nhưng mà đối với em thì thật ra là ngày hôm nay nhúng đỏ là một phiên không tốt rồi nha đầu tiên nha mình phải khẳng định rằng là phiên ngày hôm nay đỏ là không tốt lý do là bởi vì cầu đã vào, vào ngày cuối tuần vừa rồi À, nó vào rồi, nó tạo đuôi nến rồi Thì đáng lý ra nó phải là một phiên nến tăng điểm Chứ không phải là một phiên nến giảm như ngày hôm nay Tức là nếu ngày hôm nay giảm điểm là nó đang cố tình tạo điểm mua giá rẻ cho nhà tư Đó là một quan điểm mình phải rất là clear Là anh chị đang cầm STB thì anh chị phải chú ý cái đó Vì thì khả năng rất là cao đạn này Nếu mà nó có bull lên thì cũng sẽ là một cái nhịp bull trap Để cuốn theo cầu vào Và nó sẽ có cái đợt chỉnh sâu hơn thì em nghĩ là cái vùng giá hợp lý là chúng ta cứ nhắc ở cái nhịp chỉnh lần này có thể là quanh khoảng tầm giá 26 độ xuống à, nhưng mà trước khi mà nó chỉnh em nghĩ là sẽ cố rướng nó một nhịp nữa giống như VinDi này. em nghĩ VinDi sẽ chỉnh tiếp thôi là bởi vì VinDi vẫn đang khá là yếu về cầu à, lý do là bởi vì cái, cái lượng cung bán ra ở cái nến ngày hôm trước là mình thấy nó quyết liệt mà à, nên rõ ràng là cái nhịp bull này có thể là sẽ là một nhịp bull trap nó sẽ lớn xuống tiếp về cái vùng khoảng tầm giá 16.5 16 16 năm. thì tương tự dành cho cho STB thôi STB thì có thể sẽ có một cái nhịp cân bằng nó cân bằng là quanh cái ngưỡng này quanh cái vùng giá đâu đó khoảng tầm 28 rồi nó sẽ quay ở đây một đoạn giống như em đi và nó sẽ cuốn nó một nhịp trước khi mà nó bắt tiếp về cái vùng tầm 26 thì em nghĩ là mình có thể canh cái cái vùng tầm khoảng 26 đó để bắt đầu mình tham gia à, mua mới được luôn với STB khi mà nó chạm về cái vùng hỗ trợ và cái vùng cầu tốt như vậy ở phía dưới này ha rồi SHB thì anh chị nào mà đang cầm thì em vẫn follow follow tiếp thôi vô không to thì không phải là rủi ro nó đang ở vùng quá mua nên khả năng cao thì cầu nó cũng ngại tham gia đó lý do vì sao mà nó tăng rất là chậm nhưng mà để nói về cái độ rủi ro của những mã như shb thì thật ra em nghĩ nó vẫn đang ở nhiều số 1 mà thì nếu mà ở nhiều số 1 thì cơ bản là mình cứ cầm tiếp thôi khi nào bắt đầu bị chốt á khi nào bắt đầu có nhịp chốt đầu tiên á thì mình canh mình mua thêm và mình vẫn chờ chốt ở cái vùng tầm 14 bốn để cái đó cho em ha nói chung những con như shb vip này em nghĩ là nó sẽ neo cho đến ngày chốt được vào vin 30 nó vẫn sẽ neo cho đến ngày chốt được vào vin ba thôi rồi, tiếp theo là mình sẽ nói về à có con eSIM eSIM ngày hôm nay nó cũng đang có cầu và khá là tốt thì nếu anh chị nào mà cầm eSIM thì em nghĩ là quanh cái ngưỡng này mình cũng có thể cân nhắc mình tham gia được, quanh ngưỡng tầm 20.5, 21 thì mình có thể chờ khi mà nó rét qua được cái cản tầm 21.6 thì hầu như lúc đó cái con đường nó lên lại vùng tầm 24 25 khá là nhẹ. Nó cũng giống cái kiểu con BDR sao có đoạn mà nó nó bị đau rồi rồi á thì rõ ràng mình thấy được hiện tại nó cũng đang bắt đầu có cầu vào ở trong hai phiên gần đây. À, tiếp theo là mình sẽ nói về chứng khoán chứng khoán thì ngày hôm nay si vẫn tăng tốt si thì ngày hôm nay bắt đầu cảm thấy đuối dần khi mà thanh khoản nó thấp nhưng mà thật ra à, cốt điểm mà em nói là thanh khoản thấp là điểm mà em đánh giá cao không phải là Tại đâu là bởi vì thanh khoản thấp thì nó cho thấy là hàng không có được đảo ra tức là nó chưa phân phối được hàng nếu phân phối hàng thì vol nó phải to hơn anh chỉ có thể để ý đi những cái những cái đoạn nào mà trước khi chỉnh mạnh á, thì kiểu gì nó sẽ trước đó phải có vài phiên vol to còn nếu mà vol nó vẫn thấp thì đồng nghĩa việc nó chưa phối được hàng vì tức là đoạn này nếu mà có bị chỉnh á, thì hoàn toàn có thể là canh mua thêm được đối với lại sẽ ra đó là một điều đầu tiên mình phải nói là chưa ra được hàng cái thứ hai là nó đang ở nhiều số 1 thì nó vẫn giữ cái quan điểm đó thôi thì đoạn này nếu mà có bị chốt hoặc là nó về là những cái vùng hỗ trợ tốt như hai bảy hai bảy năm thì có thể canh mua thêm để mình đánh cái nhiều số 2 được. Tất nhiên là cái nhiều số 2 không biết là nó có vượt qua được thành công hay không. Bởi vì SA là một con mà đã tăng quá mạnh và gọi là nôm na đã, đã đã, đã neo giá rất tốt ở trong cái nhịp vừa rồi rồi so với những cổ phiếu chứng khoán ngành, à, chứng khoán khác rồi và cái con đường mà nó đi từ 26 lên 33, 34 ở đây em nghĩ là sẽ khá là nhẹ nên trong trường hợp giai đoạn tới mà nếu có chỉnh thì em nghĩ cũng sẽ là một cơ hội tốt để mình tham gia mua mới luôn à, đối với SI để target hướng tới ở trong cái nhịp buôn lần này nó sẽ là khoảng tầm 33 tới 34 thì anh chị nằm mà cầm SI mình để ý VCI cũng vậy VCI ngày hôm nay thì volume bon vẫn rất là thấp cho thấy là cái lực bán vẫn không phải là quyết liệt à, nên nếu anh chị nào mà cầm VCI mình có thể canh À, nó vẫn tương tự SI thôi nó vẫn đang ở nhiều số 1 thì nếu mà có những cái nhịp chỉnh ngắn điều chỉnh correction về khoảng tầm giá 40 41 thì hoàn toàn có thể canh để mua lướt được lướt thôi nha lướt là dành cho những anh chị nào mà chưa sẵn hàng ấy. thì những anh chị nào mà có hàng rồi thì có thể là mua tiếp thôi à, mua tiếp để mình chờ lên pin trên mình canh mình đảo ra nếu mà test lại không thành công à, rồi viên đi thì mình nói rồi ha đi thì em vẫn kỳ vọng là sẽ cần một nhịp nhúng về test lại cái đá số 1 quanh ngưỡng tầm 17 một lần nữa à, quanh ngưỡng tầm 17 một lần nữa Uh, HCM ngày hôm nay tiếp tục phá đỉnh HCM ngày hôm nay thì HCM thì nó nhìn chung là cái vùng tầm 28 lên cái vùng tầm 33 của HCM là quá trống rồi nên đoạn này thì anh chỉ thấy là HCM đi lên hầu như là không có ai cản hết uh, tàu đi khá là nhẹ không ai cản hết là bởi vì von cho nó rất là trống đâu có ai kẹp hàng cho nó nhiều đâu nếu mà kẹp hàng cho nó nhiều thì may ra là cung nó mạnh nó không có kẹp hàng cho đó thì hầu như là không có cung nên nếu anh chị nào mà đang cầm con HCM thì em nghĩ là mình chủ động cầm tiếp được uh, với lại HCM ha À, nhìn chung thì nó đánh càng đánh càng sợ thôi nhưng mà thật ra rõ ràng là rủ nó chỉnh mạnh là không cao là bởi vì nó đang ở nhiều số 1 thì hầu như là sẽ rất là khó để chỉnh quá sâu Tiếp theo là mình sẽ nói về con Rồi, SS này, SS ngày hôm nay nhìn chung cũng bắt đầu đuối dần khi mà chạm về cản tầm giá 14 này ha à, Trước mắt em nghĩ là cảnh 14-15 này khá là dày nên khả năng SS sẽ đi xa quay một đoạn ở đây trước khi mà nó có tiếp diễn xu hướng được hay không Thì mình xem cái quá trình tháp tụ là như thế nào con Bit thì cũng vậy thôi, Bit thì nó mới vượt được cản trong ngày hôm nay. Rõ ràng là Bit nếu mà vượt được cái vùng tầm giá 12.5 này nè thì khả năng cao nó sẽ lên tiếp cái ngưỡng tầm 14 này. Nhưng chung đối với con này thì hiện tại về độ rủi ro của nó tính ra so với toàn thị trường thì cũng không phải là cao. À, một phần là bởi vì nó cũng đang thóc và đang ở nhiều số 1 thôi. Nhưng nếu chị nào mà cầm thì thì tên che là mình sẽ nâng tiếp cái stop loss lên cái đỉnh cũ luôn là bởi vì mới vượt đỉnh cũ mà thì cứ chủ động nâng stop loss ở đỉnh cũ thôi bởi vì nếu mà giá nó quay ngược về dưới đỉnh cũ thì thì xem giờ nó test lại fail cái đỉnh số 2 thôi thì mình chủ động hạ bớt một tỷ trọng ra khi mà nó test lại fail cái cái định số 2 này ha đấy ngày hôm trước nếu anh chị nào mà hold điên con vip này là theo cái cái gọi là cái theory đỉnh một của em á, thì rõ ràng anh chị sẽ không bị bán ở nhịp này anh chị sẽ không bị bán ở nhịp này mà anh chị hoàn toàn có thể chờ tiếp lên cái nhịp này mình biết được là nó sẽ quay về retest đúng không thì mình chưa biết nó có vượt qua hay không thôi nhưng cơ bản là mình có thể hold đi tiếp à, và mình follow cái stop loss và quanh cái ngưỡng tầm giá 12.5 ở dưới này đó như là VIP rồi uh, một số cổ phiếu ngày hôm nay rồng việc ra kết quả kinh doanh quý 2 rồi rất là tích cực ha vài trăm tỷ À, nhưng mà giá không tăng nữa rồi bởi vì giá đã tăng trước đó rồi đây à, kết quả kinh doanh quý 2 nhớ không nhầm là nó em cũng chưa xem kỹ đối với lại cái 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 bài kết quả kinh doanh quý 2 đó đây mạng yếu rồi đây mình để cho em ha đối với rồng việt thì chung là rồng việt đang ở đang nhiều số một trước mắt thì nó đang ở cảng 15 thôi em nghĩ là nó sẽ đi sideways quanh qua đây một đoạn anh chị nào mua mới thì hẹn chứ mua mới bên đây nha đa phần thật ra đa phần những cái mã mà ta đang neo như thế này á, rất là khó mua mới nên thật ra nếu mua mới thì anh chị, anh chị nên chú ý cho em là trước mắt là mình nên chờ cho em một cái đợt correction tương đối thôi à, còn hold liên tiếp thì vẫn có thể là hold tiếp được à, còn thường nếu mua mới thì nên lưu ý cho em những cái mã nào mà hiện tại đang có một cái base nó gần đó cái base gần đó ít nhất là anh chị mua gần cái base khoảng tầm 5 tới 10% phần trăm thì may ra nếu mà có chỉnh thì anh chị cũng sẽ bị hiện cũng sẽ ít gặp cái rủi ro hơn ví dụ như ở đây anh chị thấy cái quá trình mà mua quanh cái nền này nè thì rõ ràng mình thấy đỡ dưới đây có cái base đúng không thì cái base này nếu anh chị mua trong cái biên độ tầm 5 tới một phần cách cái base này đó, thì cái độ rủi ro của anh chị là không có cao là bởi vì nó đã giữ giá quá tốt ở nhiều trước rồi thì nếu mà có chỉnh về đó thì kiểu gì cũng có cầu vào đó là một cái cách để chúng ta follow đó là những cái mã như là uh, đang tăng như này còn thường nếu mà không có một cái base nhất định thì mình sẽ là hạn chế đu uh, đối với những con tăng dốc là bởi vì nếu mà thường những cái mã mà tăng dốc được một phần trăm đi thì nếu mà chỉnh thì nó chỉnh 50 trong là bình thường nha anh chị nên nhớ nếu mà anh chị nào học Fibonacci ấy, thì anh chị biết là cái mức điều chỉnh là khoảng tầm 50 phần trăm tới 61,8 phần trăm tức là uh, đây ví dụ như em nói là cái cái sóng này là một sóng đi ha thì anh chị thấy nè mình kẻ cái Fibonacci ra đây Fibonacci thì mình dùng cái Fibonacci thoái lui á em ví dụ là chúng ta tạm kết thúc cái sóng đầu tiên ha thì hoàn toàn nó có thể điều chỉnh về cái mức đây là 50 phần trăm và 61,8 phần trăm tức là cái vùng correction của nó có thể dao động trong khoảng tầm giá 11.5 cho tới khoảng tầm giá 12.5. Đấy. Thì nó về đây là bình thường, nó về đây sau đó lên tiếp là bình thường, tức là nó hình thành con sóng số 2 đó. À, là cái sóng correction đó. cái sóng chỉnh nó thì sẽ như là mình đang xong cái sóng 1 rồi. À, sóng 1 mình cũng đã tăng được 100% rồi. Thì đó là cái 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 nhịp correction để chúng ta bắt đầu tham gia ở cái nhịp số 2. À, đối với những cổ phiếu dạng như là VDS, những cổ phiếu mà đã tăng thốc như thế này. Thì rõ ràng là chỉ khi nó vào những cái nhịp correction này mà nó về những cái vùng mà hợp lý để mình tham gia thì mình mới cân nhắc mình tham gia thôi. Vậy để cái đó ha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ nói về uh, MBS MBS thì hiện tại vẫn đang sai quay ở vùng kháng cự thôi Đa phần đang gặp cản Đa phần chứng khoán đều đang gặp cản Cản là cản đỉnh tháng 1 2023 đó Tháng 1 đó Đây là tháng 1 nè à, Tháng 8 2022 chứ Con này tháng 8 2022 chứ SS cũng tương tự là tháng 8 2022 Đa phần là về là đỉnh tháng 8 2022 à, Và đang dằn co à, quay lại quanh đó Thì tạm thời nếu quanh đó mà giữ được nền thì mình cầm tiếp À, nhưng mà chủ động mình 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 sẽ nâng cái stop loss lên cái cái vùng đáy ngắn ở dưới ví dụ như ở đây nè ss thì cứ nâng cái stop loss lên qua khoảng tầm giá 13 Nên thì trong trường hợp nó có bị chốt về á, thì mình thấy là đây đây vào là một cái vùng cầu để mình follow được cái lực cung nó như thế nào rồi bất động sản ngày hôm nay tăng rất tốt đầu ngày rồi sau đó cuối ngày bị chốt người trở lại tất nhiên bất động sản đã tăng tốt từ ngày thứ năm thứ sáu tuần rồi rồi à, và ngày hôm nay một số cổ phiếu như là ldg tăng trần này mà tính đầu cơ cao một xíu à, còn dg và à, DSG thì đều có cái mức tăng đâu đó phải tầm 3 tới 4 phần đến ngày nay cũng tăng khoảng 3,5 phần Tất nhiên là là nhóm bất động sản vẫn đang là nhóm hút được tiền nhờ vào câu chuyện là một phần là người ta bắt đầu kỳ vọng vào cái 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 khi mà chốt lời những ngân hàng thì tiền sẽ tiền nó sẽ qua nhóm này nhưng mà bên cạnh đó như em nói vừa rồi đấy em nghĩ là khả năng cao một số các doanh nghiệp bất động sản mà trong 6 tháng đầu năm nó không làm tốt đó, thì có thể nó sẽ bắt đầu bị năm nay là bị kỳ vọng rằng quý hai sẽ lỗ thì nếu nó biết trước quý hai lỗ thì kiểu gì nó cũng sẽ kéo lên một nhịp để phối hàng ra cho nhà tư và nhà tư, à, để 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 gọi là chờ khi nào bị cắt machine nhà tư người ta hoãn người ta bán ra đó thì nó gom lại cái hàng đó với với cái tiền rồng và giá thấp hơn đấy thì đó là lý do vì sao mà nhớ bất động sản nào này kéo em nghĩ đó cũng là một điểm cộng một cái điểm để giải thích được cho cái đà kéo lần này à chứ không hẳn là kết quả kinh doanh quý 2 tốt đâu là bởi vì hầu như trong quý 1 quý 2 thì em nghĩ rất là khó để bán được nhà. Đặc biệt là những cái ông như là phân retail này, ông broker này như là DSS hay là HTN thì rõ ràng những ông này là hầu như không bán được. À, là những nhuận quý 2 khả năng âm rất là cao nhưng mà kiểu gì nó cũng sẽ cố gắng kéo lên để swap hàng ra để phân phối cho nhau từ cá nhân một lượng hết. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ nói về con uh, Nova, Nova thì đang test là đỉnh cũ thôi. Nếu anh chị nào mà đang cầm Nova thì thật ra anh chị có thể follow, tiếp và mình nâng cái stop loss lên quanh tầm 14.3 ở dưới này. À, 4.3 ở dưới này thật ra khi mà BDR tăng là như vậy thì em nghĩ Nova vẫn có thể tăng tiếp được. Rõ ràng BDR vẫn đang là một trong những mã dẫn sóng trong cái nhịp vừa rồi. À, nó hầu như bây giờ nếu mình thanh tăng tại nó giảm từ tính đúng thì giảm từ 50 về giá 10 thì bây giờ nó có tăng lên tiếp 30 thì người ta cũng không dám nói gì là bởi vì nó cũng đã neo giá khá là tốt ở trong cái nhịp vừa rồi anh chị đâu mà đang cầm hàng BDR thì anh chị cầm tiếp à, nhưng mà anh chị nâng cái stop loss đầu tiên lên cái vùng tầm 18.5 và nó vẫn đang ở nhiều số 1 thôi nên trong trường hợp hiện tại nếu nó có bị chốt á, thì mình có thể canh để mua thêm nếu mà nó về những cái vùng gọi là cầu tốt ví dụ như là bây giờ nó chạm vào tầm 22 mà nó bắt về tầm 20 thì hoàn toàn có thể là mua thêm qua cái ngưỡng tầm 20 à, để mình đánh cái nhiều số 2 à, đâu đó khoảng tầm 5 đến 10 phần trăm đối với BDR ha nên anh chị nào cầm BDR thì mình cầm tiếp này à, KDH thì cũng đang vượt đỉnh cũ thôi thì mình nâng cái stop loss là đỉnh cũ những ông nào vượt đỉnh cũ thì anh chị giờ stop loss đỉnh cũ liền cho em đi trước ta thì mình xem như là gì mình test cái đỉnh số 2, mình test cái đỉnh số 2 có thành công hay không. Ở chứ nếu nào vượt đỉnh cũ xong bắt đầu bắt người trở lại về dưới đỉnh cũ thì đó mới là rủi ro. Còn nếu mà bạn neo được ở trên đỉnh cũ thì mình cứ cầm tiếp được. À, đó là những mã này ha. Rồi HDC, HDC thì vẫn rất là đẹp. HDC thì nếu mà có chỉnh thì vẫn mua thêm và họ đi ngang ở đây. Nếu mà đi ngang ở đây thì em nghĩ là vẫn mua thêm được bởi vì con đường HDC từ đây lên phải tầm 38 40 khá là dễ. À, nên nếu HDC có đi ngang thì mình cầm tiếp được. HDC ngày hôm trước khách hàng của em có mua quanh cái vùng hỗ trợ dưới này nè, khi mà nó test lại cái đáy thứ hai quanh cái vùng tầm 28. DIG, thì ngày hôm nay vol vào khá là tốt. Đa phần ngày hôm nay nhóm bất động sản nó có đuôi đến trên và volume to thì anh chị cũng chú ý thêm cho em nếu mà hàng về á, mình quan sát thêm cái hàng về. Nếu mà hàng về nó vẫn neo được ở quanh cái vùng giá ngày hôm nay đóng cửa thì vẫn là tốt thôi. Thế là xem như là vẫn hấp tụ cung. Ê, còn nếu mà ngày mai thậm chí là ngày mai mà lớn luôn, ngày mai mà giá đỏ luôn kìa mà gọi là nuốt luôn cái nến ngày hôm nay. ví dụ ngày mai mà DIG nó có cái phim mà giá nó về tầm 22, 22.5 thì khả năng cao nó nuốt luôn cái nến tăng ngày hôm nay thì cái đó cái xác suất mà mà cái nhịp T3 hàng về nó lớn xuống tiếp là rất là cao à, thì đối với những cái mã như là DG là CEO hay là DSG những cái mã mà có đuôi đến trên kèm von to thì mình để ý cái đó thôi à, còn nếu mà đuôi đến trên kèm von to đuôi đến trên mà kèm von to nhưng mà T3 về nó vẫn chấp nhận hấp thụ hàng thì vẫn tốt à, thì vẫn tốt à, thì mình thôi đi tiếp rồi Hà đô Hà đô thì vẫn đây khá là khỏe Hà đô thì anh chị có hàng mình cầm tiếp Hà đô volume khá là đều. Hà đô là một mã mà em rất là thích và em có follow thậm chí là có mua liên quan cái ngưỡng tầm giá 23 24 25 ở dưới này. À, nếu anh chị nào mà xem livestream của em nhiều sẽ biết. Nói chung đó với em Hà đô vẫn là một trong những mã mà em nghĩ nó được hưởng lợi kép từ cả bất động sản và cả điện. À, tuần rồi thì cũng thông qua cái một số những cái 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 quy định về giá điện à, và đặc biệt là thị trường máy điện cạnh tranh đối với một số doanh nghiệp về điện năng lượng tái tạo đó hà đô thì nó được hưởng lợi kép nên đó giờ vì sao mà giá nó tăng khá là đều và bền à, tất nhiên đây không phải là một con tăng thốc nhưng mà được cái là nếu mà tăng thì nó sẽ tăng tương đối tương đối gọi là ổn định à, nên nếu anh chị đó cầm thì trước mắt nghĩ là hà đô kháng cự nó sẽ là khoảng khoảng tầm giá ba 35 tư ba năm nên nghĩ tạm thời thì vẫn follow tiếp được tức là con đường từ đây đến đó anh nghĩ là cũng sẽ khá là nhẹ Đấy, DSG thì vẫn đang bám sát cái 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 trên này thôi. Trước mắt thì chạm biên trên nó bị chốt. Thì anh chị nào mà đang cầm thì mình follow mình nâng cái stop loss lên giá tầm là 16 à, 5 À 15.5 cụ thể là 15.5 thì nếu mà giá quay về dưới 15.5 thì xem như là nó test lại fail cái định cũ vừa rồi cái định số 1 vừa rồi thì nó giống như kiểu DG thôi thì hiện tại nó gì mà cầm thì cứ nâng cái store định cũ Nên xem nó nó có chủ động giữ trên hay không nếu chủ động giữ trên tiếp thì vẫn cầm tiếp thôi đối với lại DG lợi nhuận DSG khả năng quý 2 âm nhưng mà người ta ra được cái rumor là DSG đang bán cái gem, Sky World rồi à, bán cái gem Sky để thu về tiền mặt thu về em nhớ là em cũng không nhằm nghe cái rumor mà là nó cọc nhận cọc được khoảng ngàn tỷ rồi đấy thì đó là cái cái cái, cái lượng điểm mà đoạn này DSG đang kéo tất nhiên nó cũng là điểm cộng bởi vì đoạn này đang thiếu tiền nên thật ra doanh nghiệp nào mà gọi là là kiếm được tiền và và thu hồi được tiền từ các dự án á mà gọi là không quá lỗ thì nó vẫn tốt thôi tất nhiên là anh chị đang gặp giai đoạn khó khăn thì buộc anh chị phải xử lý về tiền anh chị đã có tiền rồi anh chị cần vượt qua giai đoạn khó khăn thì anh chị làm ăn lại bài bản thì vẫn có lợi nhuận tốt chứ không hẳn là những ông mà dự án nó tốt nhưng mà nó lại không thu được tiền nó không có xử lý cơ không có phương án xử lý đã tiền thì đó là là một điểm xấu Nhưng con BDR chỉ thấy được BDR ngày hôm qua em có nói về câu chuyện là BDR nó ra cái phát hành riêng lẻ giá 10 em đánh giá là thông tin đó đáng ra khi mà nhà tự đọc qua nhà tư phải đánh giá là nó tệ đó là thông tin xấu mà bị doanh nghiệp đang bán cổ phiếu mình đang cầm giá 19 mà nó bán cái giá 10 phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược tức là bán cho một số người nhất định đó à, người ta được mua với cái giá 10 thì khi đó là đáng ra nó xấu nhưng mà đôi khi nhà tư giai đoạn này nó lại nghĩ theo hướng là có tiền lại tốt có tiền À, tự nhiên bây giờ có thằng nộp thêm 900 tỷ vào để để, để 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 cho doanh nghiệp làm dự án đó là cái cái góc nhìn may em nghĩ là một số nhà tư người ta có thể kỳ vọng như thế nên giá nó mới tăng trong ngày hôm nay chứ thật ra đáng lý ra nếu mà là em luôn á thật sự nếu mà là em luôn em đánh giá nó không phải là một tin tốt là bởi vì thông tin như vậy thì rõ ràng doanh nghiệp đang bán rẻ cổ phiếu của mình đang là pha loãng cổ phiếu cổ đông mặc dù là giá cổ đông đang cầm là gấp đôi so với giá phát hành nên đó là lý do vì sao mà em nghĩ là BDR ngày hôm nay rõ ràng nó thể hiện được cái ý chí của ta làm khá là rõ họ vẫn đang muốn neo giá ở vùng này à, và em nghĩ là có thể giai đoạn sau maybe là nó sẽ discount sau tức là nó bị một cái chậm nó có một cái độ trễ à, khi như bắt đầu sản tăng quá tốt thì người ta lại cuốn tiền vào nó nhưng mà nó có một cái độ trễ mà em nghĩ đại sao có thể sẽ có chỉnh vì cái lý do này à, trước mắt thì mình xem xem là cái diễn biến của nó phát hành như thế nào thôi nhưng mà vì cái lý do này em nghĩ nó đang làm thiệt hại đi cái lợi ích cổ đông thì nó sẽ không tốt cho doanh nghiệp thép thì họ phát thì vẫn nhìn chung là vẫn đang cố gắng test lại cái định số 2 tại đó nó vẫn đang nó không nó không hẳn là gì số 1 nữa rồi À, nó cũng đang chủ động để bắt lại cái đỉnh cũ là quanh giá tầm 28 thì trong trường hợp hiện tại thì mình nên stop loss lên 26.7. À, nếu mà giá quay về dưới 26.7 thì mình canh mình chốt 1 phần 2 được rồi mình chờ mình cover lại dưới này là khoảng tầm giá 24.5 tới 25. À, đây là hòa phát. Em vẫn đánh giá là khả năng quý 2 doanh nghiệp ngành thép không phải là quá lời. Em vẫn đánh giá là ngành thép vẫn chưa tạo đáy được. À, chưa bật lên liền được về lợi nhuận có thể là tạo đáy có thể dùng từ tạo đáy là bởi vì giá thép nếu mà so về cuối năm ngoái nha thì giá thép đã ở mức đáy rồi À, rất là nhiều thằng như là bomina, cái thằng bomina là cái thằng mà mà tăng rất là mạnh ở đoạn vừa rồi, thì cái giá mà bán thép xây dựng ở trong 2022 á, là nó về sát cái giá sản xuất của thằng này luôn. tức là nếu mà nó nếu mà về nếu mà giá giảm tiếp thì thằng đó sẽ bị lỗ, bán ra, sản xuất ra là bị lỗ luôn, cái là giá vốn á, sản xuất ra là bị lỗ luôn. thì đó lý do vì sao mà nếu mà họ là một cái hội nó có một cái hiệp hội thép Việt Nam đi thì họ thường sẽ thống nhất cái giá với nhau thì thường những cái thằng như Bomina không bao giờ chấp nhận là bán cái giá thấp hơn cái giá năm ngoái nữa nên đó lý do vì sao mà anh chị thấy kể từ năm ngoái tới bây giờ giá cứ lên đó. mặc dù là giá thép thế giới có thể lên xịn lên xịn nhưng mà giá bên mình thì vẫn cứ lên và neo lý do là bởi vì một số doanh nghiệp thép ở trong nước đang bị ngập đang bị ngập à, nếu mà cứ bán với giá đó thì họ không làm được bởi vì giá vốn nó về sát cái giá sản xuất rồi giá bán là về sát cái giá sản xuất rồi trong khi đó cái ông hòa phát thì ông làm với quy mô lớn hơn thì coi là cái giá ông vẫn có lời nếu bán ra nhưng mà rõ ràng là lợi ích chứ không lợi nhiều tại vì mình thấy được là hiện tại cái giá nó vẫn đang neo ở vùng thấp chứ không phải là vùng cao À, nhưng mà em đánh giá là có thể giai đoạn cuối 2023 hoặc là bắt đầu sang 2024 à, khi mà một số cái doanh nghiệp bất động sản nó bắt đầu hồi phục trở lại à, bên cạnh đó thì các dự án bắt đầu được triển khai à, về pháp lý được tháo gỡ những cái khúc mắc à, và kết hợp với việc là đầu tư công đẩy mạnh trong giai đoạn 2024 2025 thì em nghĩ là có thể khi đó ngành thép nó sẽ quay trở lại cái chu kỳ tăng của nó Ê, còn trong 2023 thì em vẫn giữ quan điểm nó sẽ quay còn đối với lại hòa phát lý do nó tăng thì thật ra nó do nó có một số thông tin liên quan để hỗ trợ về giá thì em cũng nói với nó cũng nói về cái vấn đề từ giá 22 23 rồi và nó vẫn là một trong những cái động lực để neo giá của Hòa Phát thôi. Nên nếu chị nào mà cầm thì mình nâng cái stop loss lên tầm 26.7 cho em ha. Đấy Nam Kim ngày hôm nay cố tăng thì mình bắt đầu đuối dần, ngày hôm nay cầu không vào nên rõ ràng mình thấy được là một phiên tăng biên độ hẹp với lại thanh khoản thấp. À, nên có thể là nó sẽ lình xình lình xình ở đây nhưng mà thanh khoản thấp thì lại không phải là quá rủi ro đối với lại nam kim à, trước mặt mà cản dài của nam kim là khoảng tầm giá 20.6 đây nên nếu anh chị nào mà có nhu cầu chốt lời đó, thì ưu tiên là mình chốt qua đây được chốt quanh cái ngưỡng tầm 20.6, 21 lên quanh đó thì mình cam mình chốt ngắn được đối với lại Nam Kim ha. Mua mới thì em nghĩ là mình chờ một cái nhịp correction một cái nhịp back về để test lại đỉnh số 2 thôi, tức là mình đánh nhịp số 2 được. À, đối với lại Nam Kim Hoa Sen nhưng mà em vẫn ưu tiên nha, vẫn đánh giá là khả năng cái một cái dinh quý 2 không quá tốt đâu. nên nhớ anh chị nào mà mua vì kỳ vọng cái một cái dinh quý 2 tốt thì em nghĩ là không phù hợp. À, mà nếu mà để nói thì em thật ra đối với em nếu mà quý 2 này có xấu thì em nghĩ là vẫn nó là điểm tạo điểm cộng thôi. Là vì không có gì xấu được hơn nữa thì maybe đoạn sao nó kéo được còn nếu mà quý hai nó ráng nó ráng bút nhiều quá để cho lời nhuận dương thì có thể maybe nó cũng sẽ nửa ít nhiều nhưng mà trước mắt thì mình cứ follow xem cái 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 vùng kháng cự này của hoa sen nó quanh tầm 18 à, xem nó retest thế nào nhưng ngày hôm nay ngày hôm qua điều khi chạm 18 điều cái lực chốt lời xuống nên ngắn ngày em nghĩ là cũng sẽ chưa qua được liền nếu mà có qua thì khả năng nó cũng phải đi sai quay qua em một đoạn trước khi qua ha đây có cái bomina ngày hôm trước mình nói nè bomina thì ngày hôm nay tăng rất là tốt nhìn chung thì con này thì nó mang tính đầu cơ rồi nó cũng kiểu bế nên hầu như rất là khó tham gia à, với những cái mã kiểu này ha rồi ngày hôm nay có nhóm dầu khí tăng khá là tốt nhưng mà cũng bị chốt lời vào cuối phiên nhưng chúng thì volume nó vẫn đang thấp thôi em vẫn giữ cái quan điểm là những doanh nghiệp dầu khí thì em nghĩ là vẫn sẽ neo và cái một cái danh quý hai tốt à, lý do là bởi vì giá dầu ở trong quý quý một quý hai của mình là neo cao nên vẫn đánh giá là khả năng cái cái danh quý hai vẫn tốt thôi à, nếu anh chị nào mà đang cầm thì mình follow tiếp được cái vùng kháng cự này ví dụ best rồi trước mắt nó vẫn là khoảng tầm giá 19 ngoài khoảng khoảng tăng 19 à, rồi BVD BVD BVS thì đều đang dần có vùng kháng cự đỉnh cũ rồi thì anh chị nào mà đang cầm những mã này thì có thể nâng cái stop loss lên cái vùng đáy đỉnh cũ ngắn vừa rồi á ví dụ ở đây nè thì đâu đây một nhịp này hai nhịp này thì cái đáy đỉnh cũ vừa rồi cái đỉnh cũ vừa rồi là quanh khoảng tầm hai bốn năm thì mình nâng cái stop loss lên hai bốn năm thì xem như là mình đang nâng đáy giờ lên đúng không mình tạo đáy sao cao hơn đáy trước đỉnh sao cao hơn đỉnh trước thì mình có thể là follow sát cái đó được à, chứ tránh trường hợp là nếu mà chúng ta chạy nâng cái chặn lại nó quá sâu nó về là sát ở dưới này thì khi đó nếu mà chỉnh về thì em nghĩ là chỉnh khá là sâu rồi À, đối với lại BVD, à, BVS thì ngày hôm nay tăng tương đối, nhưng chung volume nó vẫn chưa phải là quá vượt trội. À, đa phần những cái mã nhóm dầu khí thì đều có một cái tín hiệu phân kỳ, đó là phân kỳ âm. nên đoạn này thị trường nó còn có phân kỳ âm, à, nhưng mà đa phần là không có chỉnh, nó cho thấy được một cái ý chí rất là quyết tâm. nhưng mình cũng sẽ chú ý thêm là nếu mà thường ở nhà phân kỳ âm nhiều như vậy, ba bốn đỉnh như vậy mà nếu bị chỉnh thì sẽ chỉnh rất là mạnh à, sẽ chỉnh rất là mạnh đó là cái tâm lý mà chúng ta nên chuẩn bị trước với cái diễn biến hiện trường hiện tại thôi. À rồi, đó là ngành thép, tiếp theo là mình sẽ nói ở đó là ngành dầu khí á. Dầu khí thì vẫn tập trung nhiều nhóm BV đúng không? Ngày hôm qua em có nói BV, BVD, BVS, thậm chí là cả BBT và BSR, một số cổ phiếu mình để ý. Còn đối với nhóm phân phối dầu khí, bán xăng dầu như là BLX, hay như là OI, như là BSH thì em nghĩ là nó đã qua cái chu kỳ tăng mạnh nhất rồi. À thì này em nghĩ là khả năng nó sẽ dàn co, nó sẽ quay ở một cái biên độ nhất định theo cái diễn biến về giá xăng. À rồi tiếp theo là mình sẽ nói về ngày hôm nay cũng có một số những ngành tăng khá là tốt nhưng mà mình sẽ chú ý về ví dụ khu công nghiệp ngày hôm nay là có gvr này đúng không gvr ngày hôm nay vẫn tiếp tục đứng lên à, nó nó test lại kháng cự 20 rất là nhanh hầu như nó không bị chốt lời ở đây luôn à, nó chạm 20 nó bị chốt một ngày sau đó nó bật trở lại rất là nhanh thì nếu chị nào mà đang cầm gvr thì chú ý cho em hỗ trợ dưới này ha nghĩa là sẽ có cái nhịp back về cái vùng tầm 20 để kiểm tra lại cái vùng hỗ trợ đó À, sau khi nó vượt qua được cái vùng kháng cự mạnh thì nó sẽ trở thành một cái vùng hỗ trợ mạnh đấy mô à, thì mình cứ cứ follow cái nhịp bách đó thì trong trường hợp hiện tại nếu mua mới có thể ưu tiên tham gia ở những cái vùng quanh à, khoảng, khoảng tầm giá 20-21 đó là đối với lại con uh, GVR à, tiếp theo là mình sẽ nói về uh, khu công nghiệp thì có KBC KBC ngày hôm nay bắt đầu yếu dần à, hai phiên liên tiếp rút chân nhưng mà không bật lên được nếu phiên ngày hôm thứ sáu rút chân mà ngày hôm nay bật lên thì nó cho thấy cầu tốt mà ngày hôm thứ sáu lúc chân ngày hôm nay vẫn giảm đỏ lúc chân thì khả năng BC chỉnh ngắn về cái vùng hỗ trợ dưới này khoảng tầm giá 29 khá là cao à, thì nếu anh chị nào mà đang cầm KBC thì mình cũng chú ý cái đó ha đối với lại nhóm khu công nghiệp này rồi à, đó là GVR SSC SSC ngày hôm nay thì cũng bị chốt lời quanh cái vùng kháng cự trên này khoảng tầm giá 33 thì trước mắt mình nâng cái stop loss lên cái đỉnh vừa rồi 34.3 thôi à, mình follow tiếp cái vùng hỗ trợ dưới này ha À, một số nhóm ngành khác như là bán lẻ ngày hôm nay có mà dip giảm tương đối sâu à, trong cái đó FRT lại tăng rất là tốt nhìn chung FRT là đang có nhiều số 1 này chị đâu à, DG World cũng là nhiều số 1 này à, BNG BNG là cổ phiếu mình cũng đã nói rất là nhiều lần ngày hôm trước rồi anh đánh giá năm nay BNG sẽ có số tốt hơn so với những năm ngoái à, một trong những lý do là bởi vì năm nay là năm sau nếu mà anh chị à, năm nay kết hôn á nếu mà năm nay kết hôn thì khả năng năm sau là mình sinh con là sẽ tuổi con rồng ấy nên đó là lý do vì sao mà người ta sẽ có xu hướng kết hôn nhiều ở trong năm nay và đó là một lợi thế dành cho BNJ nó cũng là một câu chuyện hay tức là em nghĩ là thanh khoản cũng đang tăng và số lợi nhuận của năm tháng đầu năm nay nó vẫn đang thể hiện đúng cái đó tức là người ta đang có xu hướng kết hôn nhiều hơn trong năm nay để có thể sinh con ở tuổi đồng đó là một quan điểm mà em nghĩ là cũng khá là hay thực tế mà à, còn đối với lại mời thì vẫn đang ở nhiều số 1 thì nếu anh chị nào mà đang cầm thì có thể ưu tiên cho em là trong trường hợp nó bị chốt xuống đó, thì có thể canh để mua thêm để đánh nhiều số 2 thôi những ông nào mà về số 1 thì anh chị cầm cũng đừng lo quá, thường thì chúng ta không nên bám quá sát. Nếu mà chúng ta cứ canh chỉnh là bán chỉnh là bán thì rất là khó. À, đợt này có một nhóm đó mình có thể để ý được là nhóm lương thực thực phẩm ấy, nhóm lúa gạo ấy như TR như là Pan này à, hay là như LTG. Những hôm này thì đa phần ở nhiều số 1, lý do nhóm này tăng thì em nghĩ là một phần là bởi vì giá lúa gạo đang tăng. Cái thứ hai nữa là Ấn Độ cũng đã thông qua cái việc là cấm xuất khẩu tiếp rồi. À, tiếp tục cấm xuất khẩu rồi. À, nên em đánh giá là có thể nó sẽ tác động tích cực đối với các doanh nghiệp lúa gạo và nhóm này thì đoạn rồi nó cũng chưa tăng nhiều ấy. nhóm lương thực thực phẩm ấy. À, mà dù nó vẫn là hàng thiết yếu thôi nên nếu chị nào mà cầm nhóm này hay là đang có nhu cầu mua mới thì cũng có thể chú ý à, đối với nhóm này rồi còn nhóm phân bón hóa chất thì em nghĩ là nó thật ra đối với em là nó bật nó buôn thì kỹ thuật thôi em nghĩ đoạn sau nó cũng sẽ sẽ quay lại tiếp thôi ví dụ kỹ dbm dcm thì nó, nó vẫn yếu nó vẫn yếu nên đoạn sau nó khả năng là sẽ quay lại tiếp một phần là bởi vì cái giá ure nó vẫn đang dằn co sát ở cái vùng đáy mà nó đang test lại hai đáy này nên đó lý do vì sao mà đoạn rồi anh chị thấy là nó chỉ buông nhẹ lên thôi bắt đầu là tụi DBM DCM đã bắt đầu tăng à, bởi vì nó kỳ vọng là test là hai đáy thành công thì nó buông lên tiếp thì trước mà anh chị follow sát cái này cho em thì trong trường hợp nếu mà nó qua được cái biên chơi này nó lên khoảng tầm giá ba trăm ba rưỡi khoảng trăm ba trăm rưỡi ba trăm rưỡi đô thì khi đó là mình có thể canh mình, mình bắt với những cái mã như DBM DCM Thế còn hiện tại thì những mã này thì đa phần nó vẫn đang ở trong cái biên sai quay ở vùng đáy thôi nó chưa vượt qua được khỏi nó giống giống kiểu VHC nhịp rồi VHC ra dần dần còn rất là lâu ở vùng đáy thì sau đó nó mới lên được tới bây giờ một phần là bởi vì kết quả kinh doanh của nó ở trong quý 2 này là có phục hồi à, có phục hồi VHC là có phục hồi nó cho thấy rằng kỳ vọng là cái nhóm thủy sản ở trong giai đoạn tới nó sẽ được cải thiện nó sẽ được hưởng lợi nhất định ha rồi đó là về một số nhóm ngành cũng như là về thị trường. Thì hy vọng là video ngày hôm nay của em đã giúp cho anh chị mình có cái góc nhìn tổng quan hơn về cái diễn biến của VinDex hiện tại cũng như là một số nhóm ngành. À, từ đó mình đưa ra quyết định đầu tư. Và nếu anh chị nào mà đang còn băn khoăn thắc mắc về các quyết định đầu tư của mình, à, đang cần cái cơ hội, đang cần được tư vấn đồng hành hỗ trợ bởi một broker, à, thì có thể kết bạn Zalo với em, à, trợ lý của em à, để được hỗ trợ tại VBS. À, thì em sẽ hỗ trợ đồng hành của anh chị mình trong quá trình mà anh chị đầu tư à, cảm ơn chị rất nhiều đừng quên dành cho em một like ha một subscribe kênh đăng ký kênh à, để lan tỏa video của em đến nhiều anh chị khác hơn và từ đó giúp em à, có thể là gì kết nối hỗ trợ nhiều anh chị hơn à, qua cái kênh youtube là nhà đầu tư tài chính tự do này à, cảm ơn chị rất là nhiều à, xin chào hẹn gặp lại anh chị ở trong những video kế tiếp à, chúc anh chị một buổi tối tốt lành à, vui vẻ bên gia đình và người thân